Đã 25 năm sau ngày giải phóng Sài Gòn, vậy mà tôi vẫn thường tự hỏi, mình làm gì để may mắn sống sót giữa hàng triệu người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt này. Quay phim chiến trường, tôi đã từng chứng kiến bao mảng đời, bao thân phận con người. Chính cuộc chiến gian khổ ấy đã gắn kết số phận của những người lính trẻ, những chàng trai cô gái tới đây từ nhiều miền quê, nhiều cuộc sống khác nhau. Bên phải, quay. Bên trái, quay. Thế thôi, nó nhìn tao đây này. Ai cười? Báo cáo thủ trưởng, tôi dạy đồng chí Mạnh cách phân biệt phải trái. Buộc lạt vào chân để phân biệt phải trái. Đồng chí sắp thành người lính chính quy, lại chuẩn bị nhận những nhiệm vụ quan trọng, mà không phân biệt được bên phải, còn bên trái thì còn ra thể thống gì nữa. Ra trận, đồng chí có đủ thời gian để buộc lạt vào chân không? Không ạ. Đồng chí có biết trái tim của mình ở phía bên nào không? Bên trái ạ. Ừ. Hãy nhớ đấy, bên trái là nơi trái tim mình đập. Toàn trung đội, nghỉ. Hai đồng chí về tập thêm, rõ chưa? Rõ. Rõ. Giải tán. Tình bạn giúp những người lính trẻ dễ làm quen với chiến trường hơn. Sự trong trắng của thằng Mạnh, trẻ nhất trong đám, sự hài hước của May khiến hai người gần nhau hơn. Này nhóc, quê ở đâu? Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Đồng Hương rồi. Mày ở thôn nào? Đo Len. Không biết nhau là phải. Tao dân của bố. Làm gì mà thần người ra thế? Nhớ sờ tí u ở nhà hả? Anh đùa tí thôi. Này, mày còn ít tuổi sao vào đây được tài vậy? Tôi nói dối tuổi, xung phong đi đấy. Hàng triệu phụ nữ dứt lòng gửi chồng con vào chiến trường mà không biết còn có ngày gặp lại. Thầy Vũ không cho, tôi cũng quyết tâm đi đấy. Thầy U đâu có cấm. Một vài năm nữa cậu đi, nào có muộn. Văn, công tử bột Hà Nội, mơ mơ màng màng, đi đâu cũng chép cũng ghi, lơ thơ lần thần. Ấy thế mà may mắn, chẳng phải thằng lính nào cũng có diễm phúc được biết mùi đời trước khi ra trận như nó. Em muốn chúng mình lấy nhau trước ngày nhập ngũ.
Chiến tranh chẳng biết khi nào mới kết thúc. Anh không muốn làm khổ em. Bây giờ anh mới đang làm khổ em. Em muốn có một đứa con với anh và muốn anh trở về với em. Anh chỉ đơn giản không thể. Anh có biết khó khăn lắm một cô gái mới có thể nói ra điều này không? Chàng lãng mạn vừa từ trên trời rơi xuống đấy à? Dạ thưa. Ra trận thế thì có mà ăn đạn. Tối về viết kiểm điểm nộp tôi, rõ chưa? Báo cáo thủ trưởng. Rõ. Ôi dưa. Tôi nhắc lại, hành trang của những người lính bao gồm thuốc men cá nhân, lưỡi câu cá, chỉ khâu may vá, quần áo, các dụng cụ quân tư trang, bông băng cá nhân. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu trong trường hợp khẩn cấp đặc biệt, các đồng chí có thể tự chẩn đoán ruột thừa và tự mổ lấy. Báo cáo thủ trưởng. Em có mặt. Tôi đã đọc bản kiểm điểm của đồng chí. Cuộc chiến có thể còn kéo dài. Sự chờ đợi cũng gian khổ không kém cuộc chiến này. Anh bạn trẻ, liệu anh có kiên nhẫn được không? Đây là quân lệnh. Đồng chí có 2 ngày 3 đêm đi nhanh về nhanh. Rõ chưa? Báo cáo, rõ. Thank you.
Văn thì nhìn đâu cũng thấy hình ảnh vợ, còn chúng tôi thì nhìn đâu cũng thấy làng quê. Con cỏ giấy cũng theo người ra trận. Người đâu? Thanh Hóa. Thanh Hóa có ổi có bố. Ở nhà mấy cháu có lò đúc vôi. May, cái tên hay nhờ. May vá hay là may mắn đấy? May mắn. Tớ biết đẻ rơi xuống ruộng, may không chết. Mẹ đặt luôn tên là May. Mẹ bảo lúc nào cũng được may mắn. Bố mất thời kháng chiến chống Pháp, ba anh trai cũng hy sinh. Chiến sĩ không bao giờ khóc. Một người đàn ông thật sự chỉ hành động để chứng tỏ bản thân thôi, được chưa? Nhóc, không sao đâu, tao may mà. Rồi sẽ quen thôi, cứ coi như ra đồng đi cày mà. Đồng thật đấy nhỉ? Tất cả đứng dậy, không có trái. Bắt đầu rồi phải không anh May? Lúc đó May không trả lời. Lần đầu tiên đối mặt với cái chết, ai là người không sợ hãi? Con người ta sinh ra có phải là để đánh nhau và để chết đâu. Chiến tranh là hoàn cảnh không bình thường. Và chúng tôi đã thực sự bắt đầu một đời sống không bình thường, sống chung với cái chết. Bắt đầu rồi đấy. Cầm tên mất vọng. Đêm kinh hoàng đầu tiên của chiến tranh, không ngờ cũng là đêm cuối cùng họ còn bên nhau, đủ cả 5 người. Chưa thực sự hiểu hết những khó khăn trước mắt, nhưng tất cả đều hy vọng.
có thể sống sót cho đến ngày hòa bình. Mong sao còn có thể gặp mặt và sẻ chia những kỷ niệm vui buồn. Không có cách nào khác. Đường Trường Sơn vào Nam, mật độ bom càng dày, lỗ chỗ hố sâu đỏ đỏ. Mỗi lần phải bỏ bớt lại đồ đạc tư trang để chuẩn bị hành quân xa, là lại cảm thấy xa hậu phương nhiều hơn nữa. Khó khăn hơn những trận chiến thực sự với đối phương là làm sao sống sót trên đường hành quân đầy gian khổ. Biết bao đồng đội đã nằm xuống, không phải bởi bom đạn kẻ thù, mà chỉ vì sốt rét, bệnh tật, thú dữ. Chúng tôi vượt Trường Sơn không chỉ trên những đôi chân rát bỏng, những đôi vai mỏi nhừ, những cơn sốt rét rừng triền miên không thuốc, mà bằng cả tình bạn và những ước mơ. Thank you.
đồ gia bảo đấy, của cụ dùng từ hồi kháng chiến Điện Biên Phủ, thép Pháp đấy. Anh May, anh nghĩ gì thế? Cô Béo đâu? Không, ở nhà cơ. Tao nhớ cái đêm gặp nàng ở giếng đình, bắp chân trắng ngần, đang lội bì bõm. Chỉ mong sao hết chiến tranh, tao về với U tao, cưới cô thôn nữ béo mập, đẻ ra một đàn con, đứa nào đứa nấy béo núc béo ních, cho nó đã đời. Điên à, muốn chết à? Có nhớ quy định không? Dạ có. Đi không giấu, nấu không khói, nhưng chết thì chưa. Em phải đuổi bận giận này đi cho đỡ ngứa. Thôi đừng bẻ mép nữa, lại muốn xuống ruộng nữa à? Lợi hại thật, chỉ có hai khẩu đại liên mà một cánh quân cũng bị nướng như chơi. Giá mà có thêm mấy cái tăng thì hay quá nhỉ. Mẹ nó, rồi sẽ biết tay tao. Quả tim còn không? Còn đây. Mẹ ơi, may rồi!
ơi! Nó đến rồi! Rồi, anh đi, anh đi! Tất cả, đứng lên trong rừng! Dạ! Gone. Wayne Kalin, một cựu chiến binh Mỹ đã từng có mặt ở Việt Nam tại chiến trường Quảng Trị Đà Nẵng 1968-1969. Hiện ông là nhà văn, ông thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa giữa hai nước với mục đích hàn gắn vết thương của cuộc chiến tranh Việt Nam. Wayne này, theo anh tại sao rất nhiều cựu chiến binh Mỹ trước đây đã từng tham chiến ở Việt Nam nay đều có ý muốn trở lại Việt Nam? You know, for some I think it's like your story of the stork, wanting to change bad karma to good karma. I remember when I saw this documentary film once. It was about this American soldier who had taken a diary from the knapsack of an NVA soldier he thought was dead. And when he read it, he saw somebody there he could connect to, that he saw as a human being like himself, and that haunted him. And then he eventually found out this guy was alive, and he took the diary and brought it back to Vietnam. You know, you told me you were terrified of the helicopters, and I mean, imagine, you know, there was a time I sat behind a machine gun in a helicopter. You ever imagine we'd be sitting here in a place like this having this conversation? Anh có biết không? Tôi không thể nào quên được những cái cảnh máy bay trực thăng Mỹ quần đảo trên đầu. Thế còn trực thăng như trực thăng của các anh thường làm cái việc săn lùng và hạ sát chúng tôi từ trên không mà rất là nhanh. Trong tay tôi thường là không có vũ khí mà chỉ có mỗi chiếc máy quay phim Bell Bullet. Thế mà quay trực thăng thì dễ bị lộ. Quên này, tí nữa anh đã giết tôi rồi đấy. I would have shot you. I think about it all the time. I had this experience a few years ago when I started beating Vietnamese writers who had been on your side of the war. It was like the guy's diary. I mean, I found out that I liked them. We had a lot in common when I read their work, their poetry, their fiction. And we'd write about a lot of the same things. One was a woman writer, and, you know, she'd been one of the volunteers on the Ho Chi Minh Trail. She said the same thing you did. Helicopters terrified her the most. I had gotten to know her at that point.
And when she said that, I had this, it was almost a vision of flying over that triple canopy jungle they had there. And that terrified. I mean, she was terrified and it terrified me. And I had this image of shooting down into the jungle. And at that point, I mean, I looked and I saw her face. You know, it was like after 25 years, there was this face coming out of the jungle, this human face. And she felt the same way. And we just kind of connected at that moment. And for me, it was like that guy in the diary when he sees words have been translated into his own language. I felt a grief, and it was good because I needed that, you understand? Trái đất này đâu đó vẫn tiếp tục cái sự nghiệp man dợ là bắn giết nhau mà không hề nhận diện ra nhau. Anh là giáo sư ngôn ngữ và là nhà văn. Anh có thấy loài người tự coi mình là thượng đẳng trong muôn loài, nhưng lại là động vật duy nhất không biết mệt mỏi trong việc nuôi dưỡng hận thù và chém giết đồng loại. Văn, sao cậu lại vào đây? Còn cậu thì sao? Không có gì. Chỉ một vết thương nhỏ, giờ hơi đau. Đau thì còn có thể chịu được. Chỉ tiếc tớ mất hết nhật ký và thơ sáng tác trong mấy năm. Một số đã đăng báo thì còn lưu lại được. Phần còn lại giờ cũng chẳng nhớ nữa. Cậu đúng là hâm. Sống được còn viết được khối thứ hai hơn. Có một bài thơ tôi đang viết giờ thì Mỹ ném bom. Một số đồng chí đã che người để tôi viết nốt. Chỉ tiếc là mất tấm ảnh của Hoài. Bây giờ nhớ vợ, chẳng biết làm sao. Chỉ biết trông cậy vào trí nhớ của mình thôi. Mai tôi về Hà Nội, gửi thư không? Tôi mang đến tận nhà cho. Thật không? Hoàng, tương yêu của anh ơi, anh đang phát điên lên vì nhớ em. Anh mới bị sốt rét, trong rừng đói rét, vượt qua những cơn sốt triền miên không thuốc cũng còn dễ hơn là vượt qua nỗi nhớ về em. Chiến trường thì đầy khó khăn và thử thách. Em biết không, càng đi sâu vào Nam, anh càng trân trọng sự đóng góp của những nữ thanh niên xung phong. Tháng trước, có cô thanh niên xung phong tên Hoa dẫn đường anh đi qua trạm giao liên sang binh trạm bên cạnh. Trời tối, mưa lất phất, trên cả đoạn đường toàn bom chưa nổ. Anh thấy cô này điệu đà, cò lả đến ốm. Cô ấy còn nhờ anh gỡ tóc vướng vào cây. Trong đầu anh thầm nghĩ, chiến tranh chứ có phải thành phố đâu mà làm dáng. Sang gần bờ suối, Hoa nhờ anh múc hộ bình nước. Anh vừa lấy vừa lầu bầu, ngoảnh đi ngoảnh lại dưới ánh trăng, anh mới chợt nhìn thấy Hoa đang uống nước bằng hai cù tay đã gãy. Quả là mọi điều có thể xảy ra trong chiến tranh.
Bé đấy à? Con chào bà đi. Cô Hoài này, đã có tin tức gì của anh ấy chưa? Chưa. Sáu tháng rồi, kể từ ngày cháu nhận được bức thư cuối cùng của anh ấy do anh Vinh cầm về. Chắc là không có chuyện gì đâu. Nào. Cảm ơn bà. Con ở nhà với bà ngoan nhé. Mẹ đi làm đây. Dạ, để bà nhé. Ok, con khoanh tay lại chào mẹ nào. Chào mẹ ạ. Bà ở nhà nhé. Ê, mọi người lại đây. Máy bay B-52 ném bom trúng văn phòng đại diện của Pháp tại Việt Nam. Ông trưởng đại diện Pierre Soussini và 6 nhân viên đã bị chết. Quân đội và dân quân tự vệ Hà Nội chống trả quyết liệt. Cái gì? Là tiếng nói máy bay Mỹ ném bom vào sứ quán Pháp á? Từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Chắc là nó dùng nhầm bản đồ cũ đấy mà. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà
miền Trung tìm chồng. Dẫu chẳng biết anh đang ở đâu, mà chỉ đoán dựa trên số hòm thư. Chẳng ai biết tại sao Hoài lại dũng cảm vượt mọi bom đạn và khó khăn trên đường như thế. Có lẽ Hoài chỉ là một người đàn bà đang yêu. Cũng có thể cô chỉ muốn Văn được gặp con, phòng khi có gì xảy ra. Hoài thật may mắn vì mùa mưa năm ấy tiểu đội của Văn được chuyển ra Quảng Bình để an dưỡng và tập hợp lại. Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Anh không biết có trở về với em được nữa không? Thế anh đừng nói ngờ. Mỗi ngày lại thấy có một người bạn hy sinh. Anh... Ôi, anh đừng nói nữa. Tao muốn phát điên lên mất. Vợ con có vài cây số, ai vào cuối cũng nhắn tin. Đi cũng chết mà không đi cũng chết, nóng ruột quá. Lên gặp ban chỉ huy, nói khó với các ông ấy. Chính trị viên đại đội, ai lại làm thế? Tao làm như vậy thì mặt mũi nào nhìn anh em nữa. Cũng phải, nhưng mà tao thấy... Anh Văn, lên chỉ huy cần gặp. Chị cơ? Lên chỉ huy gặp. À, mày ơi. Có khi lại chịu đấy. Văn đây à? Ngồi xuống đi. Là một người lính, trước hết phải là một con người. Cậu ra gặp cô ấy đi. Tôi lại cho cậu 3 ngày phép nữa. Chẳng ai muốn chuyện như vậy. Nhưng cô ấy đã lên đến đây. Cậu không ra gặp, cô ấy chẳng chịu về đâu. Có được cô vợ như cậu, quý lắm đấy. Lo mà giữ. Đi đi. Dạ. Đêm nào anh cũng nghĩ về em. Em đã giúp anh sống qua những tháng ngày này. Hiền ơi, mẹ con mình tìm được bố rồi. Gọi bố đi con. Con gái của bố, yên tâm, bố có 3 ngày phép, tha hồ mình đi chơi với nhau. Bố sẽ cho con đi biển nhé. Chưa bao giờ con nhìn thấy biển phải không? Con của bố. Bà xứ mình khổ thật đấy ông Vượng nhỉ. Ông làm tôi sướng quá. Mà lẽ ra người ta phải xếp tẩm quất và hàng tứ khoái mới phải nhỉ. Sư phụ truyền nghề cho tôi bảo rằng đời nhà Tống ở bên tàu xếp tẩm quất vào tứ khoái thành ngũ khoái đấy ông ạ. Nóng quá ông. Thế cái nghề tẩm quất này ông làm được bao năm rồi? 11 năm rồi. Nhanh thật đấy. Cũng tương tự với thời gian ông đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam đấy. Năm 64 ông mới đi B. Cho mãi đến năm 1975 ông mới ra. Cũng 11 năm. Hay thật.
Những kỷ niệm ở chiến trường chẳng thể nào quên được. Kẻ chết người sống, nhớ lắm. Ông có biết không, cái thời kỳ ở chiến trường, tôi có một người bạn rất thân. Tên ấy là Triều Phương, nhà thơ lớn, người huyện Duy Xuyên đấy. Đã tận tình giúp tôi trong khi quay phim ở chiến trường. Khi tôi ra Bắc, anh ta có gửi một lá thư, trong đó có đoạn viết rất là cảm động. Nhớ anh, nhiều lúc tôi suy nghĩ mông lung rằng, nếu chẳng may lần này một trong hai đứa chúng mình mất đi, thì thằng xấu nghĩ gì về thằng chết? Tôi viết thư cho anh, mà pháo cứ nã rầm rầm trên nóc hầm. Triều Phương viết thư cho tôi, được ít ngày, thì anh ấy hy sinh. Dỗ anh ấy vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch ông ạ. Tôi nghe người ta nói sống chết còn ở mệnh, sống còn nhờ âm đức của trời. Thế sau cái năm 1968 ấy, thì đơn vị ông trụ ở đâu? Sau đó đơn vị tôi chuyển vào một địa bàn thật là phức tạp, hết sức cam go. Đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Không được làm chuyện lặt vặt. Mỗi lần hành động là mỗi lần gây tiếng vang. Vâng, thưa thủ trưởng. Đồng chí phải nhớ nguyên tắc làm việc của tổ chức. Nghề của chú là nghề ở đợ. Sao lại ở đợ? Không còn nghề gì khác sao? Nghề ở đợ nó hợp với cái mặt của chú hơn. Cho tôi cái nghề gì khác đi. Ở đợ mắc cỡ lắm. Nếu để nghề khác, địch nó nghi, nó bắt, nó đánh, nó đài đi côn đảo, chú muốn chọn cái mặt nào? Ở đợ cho nhân dân, chứ ở đợ cho ai đâu mà mắc cỡ. Ngồi vào ghế. Xong. Thẻ căn cước của chú, tôi cho chú làm thầu khoán. Bộ con giống thầu khoán lắm sao? Giống. Thầu khoán, xây nhà, sửa nhà. Thấy hợp vai rồi phải không? Xây nhà, sửa nhà, biết nhiều địa hình địa vật. Bọn chúng sẽ biết với tay con. Chắc nghe. Khoan. Tao cho mày cái này, có đôi khi mày phải cần tới nó. Tao chờ tin mừng của mày đó. Cảm ơn chú. Xong, về đi, mai sẽ có thẻ căn cước. Anh có lửa không?
cấp trên muốn giao thêm cho đồng chí một nhiệm vụ. Dạ, tôi nghe. Phải đổi đô la Hồng Kông thành đô la Mỹ và đổi đô la Mỹ thành tiền Sài Gòn. Cái rắc rối là chỗ đó. Đồng chí làm được chuyện đó không? Tôi có quen một bà đại tá chuyên buôn bán đô la. Để tôi dò hỏi xem sao. Bộ đội chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Đồng chí hãy cố gắng. Nếu tìm được đường dây, phải báo ngay. Sau khi chia tay ở Quảng Bình, Lâm được gửi vào Nam để tiếp cận các quan chức Sài Gòn. Lâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách làm thân với con gái một viên đại tá Sài Gòn. Cô thường tham gia các phong trào hoạt động sinh viên. Đi đâu mà lọt vô đám biểu tình này vậy? Em đi biểu tình với bạn bè em, sao bảo là lọt? Em chống lại ba em mà. Em chống Mỹ chứ không chống ba em. Khó hiểu quá. Người Sài Gòn khó hiểu lắm. Em nói đúng. Đôi khi cũng cần tạo một vỏ bọc bên ngoài để sống được dễ dàng hơn. Chừng nào thì người ta chui khỏi cái vỏ bọc, hiện nguyên hình mình là ai? Có lẽ khi chiến tranh kết thúc. Ta sẽ uống mừng cậu Lâm và chúc mừng cho việc thắng thầu vừa rồi. Xin cảm ơn đại tá. Ly này xin chúc sức khỏe ông cùng gia đình. Cảm ơn ông đã tin tưởng giao cho tôi việc sửa nhà. Hy vọng ông cùng gia đình sẽ thích ngôi nhà mới. Xin chúc.
tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn coi đây. Những bước chân mệt mỏi đã đi vào đời người, như từng viên đá cuội dẫn vào lòng biển khơi. Khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút nắng. Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã bâng mâng. Một người về đỉnh cao, một người về sâu. Để một tình chỉ mong. Tại sao người ta gọi má em là bà đại tá đô la? Vì má em buôn đô la. Vậy còn bà đại tá kia? Bà đại tá ma túy. Bà buôn ma túy hay là nghiện ma túy? Buôn. Sao anh cứ hỏi hoài về họ vậy? Vậy anh hỏi về em nghe. Em có thích lấy chồng đi buôn không? Không. Hay em thích lấy chồng là sĩ quan? Không. Vậy em muốn lấy chồng làm gì? Đến đó rồi biết. Hỏi, hỏi hoài. Còn quá bao la, ôi trái tim về buồn. Con gái bà quá lứa rồi, lo đi. Mấy thằng theo dõi nó, bà thấy nó làm sao? Nó không có thích mấy thằng sĩ quan. Sao? Nó nói cuộc đời binh nghiệp của ba đã làm cho má con phập phồng lo sợ. Thế bà thấy thằng thù phán có tình ý gì không? Tôi thấy thằng này nó kín đáo, biết làm ăn. Thời buổi này không biết ai là ai, bà phải coi chừng. Ôi. Em là Tuda. Lỗi tại anh. Ai khiến anh thâm quá bỏ bông hồng có gai giấu trong ngực áo? Sao mình không quay lại bàn với mọi người? Đêm nay đẹp quá, tôi muốn được đứng bên em thêm một chút nữa. Tiệc tùng, cười nói, khách khứa, mà tôi luôn có một cảm giác rất xa lạ. Tôi cảm thấy mình xa lạ trong đám người ồn ào kia, và lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng với riêng em thì không. Không hiểu sao em cũng luôn có cảm giác cô đơn như vậy. Với tôi thì sao? Chiếc lá vàng tự nhiên rơi vào người đem lại một sự may mắn. Em tặng anh sự may mắn. Hãy ước một điều đi. Ước gì được đứng bên em suốt đời? Anh ngốc quá. Ai lại phung phí một điều ước như vậy? Em nghĩ nghề xây dựng cũng không đến nỗi tệ. Cô hai, cái thằng lái chiếc xe đó là thằng nào vậy? Ông thầu khoáng sửa nhà cho ông bà. Nhà sửa xong lâu rồi mà, làm gì tới lui hoài vậy? Chuyện của người ta tôi làm sao mà biết. Ông rể tương lai đó. Vậy hả? Thôi tôi còn phải đi gấp. Chị Lan không có nhà,
Em nó đi học. Cháu đến đây để gặp thím. Muốn nhờ thím trước chuyện gì? Cháu định nhờ thím đổi cho một ít đô la. Ôi, tưởng chuyện gì. Có mang theo không cho thím xem? Dạ. Ở đâu cháu có đô la đây? Cháu làm việc cộng mà. Trời, tại sao thím nghĩ cháu là việc cộng? Chỉ có việc cộng mới có đô la Hồng Kông thôi. Tiền này là của thằng bạn người Tàu. Nó muốn làm ăn với cháu. Làm ăn gì? Cháu với nó định lên rừng khai thác gỗ. À, đi theo con đường làm ăn của bà Trần Lệ Xuân chứ gì? Bà Trần Lệ Xuân chiếm Tây Nguyên, tụi cháu khai thác rừng miền Tây. Chuyện này khó nuốt lắm. Nhưng mà đều đứng sau lưng cháu có mấy thằng Tàu Chợ Lớn thì vững. Dạ, dạ. Cậu đi theo tôi. Dạ. Ba mày không? Dạ không. Nói đi. Nói thật thì tao thả ông ra. Có phải ba mày không? Không phải ba mày, tao giết ông. Nói. Không. Không phải ba tôi. Xin ông đừng có bắn ổng. Tội nghiệp ổng. Cả nhà không nhận, ta sẽ giết ổng. Ta hỏi lần cuối, có phải ba mày không? Bắn. Lâm, tôi muốn cậu chứng kiến cách tôi cư xử với kẻ thù của chúng tôi. Nhiệm vụ người đàn ông là phải biết bảo vệ gia đình. Cậu sắp trở thành là một thành viên trong gia đình này. Tôi hy vọng cậu sẽ bảo vệ Thí Lan như cách tôi bảo vệ gia đình của tôi. Vâng, tôi sẽ làm đúng như vậy thưa ngài đại tá. Tốt. Đi. Bác Ba Hòa, người làm thẻ căn cước giả vẫn còn sống, chỉ bị gãy một chân. Nhưng người con trai bị điên sau lần thử thách quá lớn ấy. Hiếm người hiểu thấu được nỗi đau của những người cha người mẹ mất con cái trong chiến tranh, dẫu dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Alo, thiếu úy Tổng đó phải không? Dạ, thưa đại tá em đây. Có gì không đại tá? Nhờ thiếu úy một việc đây. Dạ. Chiều nay tao có một đệ tử xuống chỗ chú mày đấy. Dạ.
có tài xế à? Đi một mình cho nó sướng. Gì trong này mà nặng dữ vậy cô hai? Tiền. Ủa, cậu hai đem tiền đi đâu vậy? Bồ đại tá không nói gì với chú em sao? Có nói sơ sơ. Khai thác cả một cánh rừng, tiền của đại tá bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì. Tôi còn phải tới lui nhiều chuyến. Đem vô cẩn thận. Vô hai. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Chào đồng chí. Các đồng chí có khỏe không? Mạnh cùi cùi à. Đồng chí cười lắm. Chúng ta đang rất cần số tiền này. Tổ chức cứ gửi lời khen ngợi đồng chí. Nhờ đồng chí gửi lời cảm ơn tổ chức giùm tôi. Ừ. Này nóng quá nhỉ. Xong sao uống nước anh Vượng nhá. Vâng. Những hình ảnh vừa rồi ông quay thật thì ông dựng lại đấy. Thật đấy ông ạ. Khi ấy bọn mình còn trẻ. Hằng lắm. Ảnh con đến đây. Tí nữa ông xem. Nhưng mà nghĩ cho đến cùng thì tất cả những gì mà thời kỳ đó bọn mình quay thì nó cũng rất là hời hợt. Cuộc chiến nó ác liệt hơn rất nhiều. Lúc bấy giờ chủ yếu là để làm cái việc tuyên truyền, cổ động cho chiến thắng thôi. Chứ còn cái ý thức của người chấp sự là chưa có. Giá mà quay được nhiều hơn nữa, những cái sự khốc liệt, những sự mất mát thì tôi nghĩ rằng bây giờ xem còn sướng hơn nhiều. Tới nơi rồi, nhanh lên các đồng chí ơi. Nhiệm vụ của một quay phim chiến trường là bắt được những giây phút quan trọng của lịch sử. Ngoài ra chúng tôi còn muốn ghi lại những hình ảnh ác liệt của chiến tranh. Nhưng chớ chiêu thay,
chẳng máy quay nào có thể ghi lại được chiến tranh một cách trung thực. Những hình ảnh này chỉ còn đọng mãi trong tâm trí của chúng tôi, trong tâm trí bạn bè tôi, trong tâm trí tất cả những người đã trải qua cuộc chiến này. Xong việc là anh sẽ về với mẹ con em liền. Hai con ở nhà ngoan nè, nhớ nghe lời má nghe không? Hôm ba cái ba đi làm nè. Em ở nhà đợi anh về, đừng đi đâu hết nghe chưa. Em biết lúc nào anh cũng lo lắng cho em. Anh sẽ lo được cho mẹ con em. Hơn nữa, việc cộng không ghê như người ta nói đâu mà em sợ. Không hiểu sao sáng nay đi làm nó lại rơi vào anh. Em nói nó mang lại may mắn, anh vẫn nhớ. Anh muốn em giữ nó. Thôi anh đi nghe. Ba đi nghe. Bay làm tao nôn quá, cho tao đi với. Không được bác Tư. Sao vậy? Bác Tư phải ở nhà, sẽ có giao liên tới tìm cháu. Tụi bay đi đâu? Ra cầu Rạch Chiếc. Hả? Đánh cầu Rạch Chiếc? Không phải đánh mà bảo vệ. Bảo vệ cho đội quân tiến vô thành phố. Vậy được à. Thôi tụi bay đi đi. Lẹ lên anh em đi.
Bây giờ ông tính sao? Ông Thiệu ông Kỳ tay to mặt lớn như chuồng mẹ đó hết rồi. Bây giờ ông đi ông tử thủ. Ông muốn tử thủ thì mẹ con tôi đi trước á. Còn con sao? Chờ chồng con về hay đi? Anh dặn mẹ con phải chờ anh ấy về. Trời ơi, giờ này mà nó không về là nó kẹt ở đâu đó rồi. Làm sao mà về kịp? Vì cậu nó vô tới nơi bây giờ. Chờ sao được mà chờ? Con đi tìm anh ấy. Hả? Nếu con về không kịp, má đưa hai cháu đi trước giùm. Vợ chồng con sẽ thu xếp xem sao. Hai đứa ở nhà, má đi tìm bà nha. Coi, Lan, Lan, ngồi yên đó. Làm sao mà về kịp? Đi, phải đi thôi. Tối nay là họ vô tới nơi nè. Có ai đâu? Dạ. Nè, gia đình tôi phải đi hết. Cô ở lại coi chừng nhà giùm nha. Chừng nào chồng con Lan về, nói tụi tôi đi rồi. Nó tìm cách đi sao nghe chưa? Thưa bà, đi sao là đi đâu? Thì đi Mỹ chứ đi đâu? Đem đồ đạc ra xe. Đi đi con, lẹ lên con ơi. Nhanh đi con. Con nhờ cô đi giùm cho anh Lâm. Mất mát một điều gì đó. Người mất tuổi thanh xuân, người mất tình yêu, nhiều người mất cả cuộc đời mình. Chúng tôi ai cũng mất một phần tâm hồn trong trắng. Chuyện gì vậy dì hai? Hai ông bà với cô và hai cháu đã đi rồi. Cô dặn khi nào mà cậu về thì cậu đi sau. À, tôi có cái này. Ủa cô gửi. Ông Lâm, mời ông vô.
Chắc ông không nhớ tôi. Thưa đồng chí không. Rễ ông đại tá, ông không phải là đồng chí của tôi. Tôi xin lỗi. Sao giờ nào ông chưa đi mà còn ở đây? Thưa ông công an, tôi đi làm xa, về không kịp. Tôi sửa xe bên đường. Tôi biết ông, nhưng có lẽ ông không cần biết tôi. Căn nhà này chánh quyền cách mạng tịch thu. Đây là trụ sở công an. Còn chiếc xe của ông, chúng tôi tạm trưng thu. Ngày mai đúng 9 giờ ông có mặt ở đây để trình diện. Dài bao hôm nữa được không ạ? Ngày mai 9 giờ, ông rõ chưa? Dạ. Chiêu thay cho đến tận bây giờ, khi bị anh lừa dối em, anh lấy em chỉ vì lợi dụng ba má em, thì em vẫn cứ còn yêu anh. Tình yêu giống như là chiếc bóng, cứ ngỡ là mình đã nắm chắc trong tay rồi, xòe bàn tay chẳng có gì. Lúc em gặp anh ở trên cầu, chỉ cần anh gọi em một tiếng, mẹ con em sẽ ở lại. Dù khó khăn khổ sở thế nào em cũng chịu, vì em yêu anh cũng như đất nước này. Có lẽ là số mệnh. Đồng chí hẹn tôi 9 giờ có mặt. Bây giờ là 9 giờ. Ông là đồng chí trung tá. Đồng chí không tin tôi à? Không, không phải tôi không tin, nhưng tôi không ngờ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đâu có ngờ đồng chí công an lại là anh thợ sửa xe bên kia đường. Dạ, đúng. Đồng chí à, còn căn nhà này đồng chí tính sao? Tôi không có quyền gì cả. Ủy ban quận sẽ quyết định. Bây giờ đồng chí cứ làm việc, còn chiếc xe của quân đội tôi đem về giao lại cho ủy ban quân quản. Chào đồng chí.
con là Mạnh. Thôi, con đừng nói nữa. Mẹ đã biết hết cả rồi. Dù sao nữa thì con cũng về được nhà. Sau chiến tranh, mỗi người một số phận. Đứa xanh cỏ, đứa đỏ ngực, đứa thành quan lớn, đứa về làm thơ. Chẳng ai biết trước được số phận của mình sau này ra sao. Nhưng có một điều, những vết thương chiến tranh vẫn hằn sâu đâu đó trong tâm khảm những người đã từng trải qua cuộc chiến. Đây là miếng ngực trái. Tớ bị đè rơi xuống ruộng, mày không chết. Mẹ đặt luôn tên là May. Mẹ bảo lúc nào cũng được may mắn. Tôi dạy được chú Mạnh cách phân biệt phải trái, buộc lại vào chân để phân biệt phải trái. Làm gì mà thần người ra thế? Nhớ sợ tí vui nhà hả? Không sao đâu, tao may mà. Rồi sẽ quen thôi, cứ coi như ra đồng đi cày mà. Tao hứa với con bé Ním ở nhà là vào đến Sài Gòn, tao sẽ mua cho nó một con búp bê thật to. Cả đời nó chưa biết con búp bê là thế nào cả. Chúng mày đây à? Sao bây giờ mới đến? Anh May, em đã về quê đón mẹ. Anh May! Thời gian qua đi, những nỗi đau thì ở lại. Nó hiện hữu trong những nấm mồ xanh và trong những người đang sống. Tôi vẫn thường tự hỏi, chiến tranh có thực sự qua đi trong những người đã từng trải qua nó hay không?